còn bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt của tôi không tập nữa đâu. Sao vậy Dung? Em chán cái chủ đề hy sinh cách mạng này lắm rồi. Mình đổ qua tình yêu đôi lứa đi. Không được. Ai cũng làm về tình yêu đôi lứa thì ai làm về cách mạng? Làm về những cái sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ. Nhưng mà làm chủ đề này không có ai coi đâu. Một người coi anh cũng diễn. Kể cả không ai coi anh càng phải diễn. Anh muốn diễn á, anh diễn một mình đi. Dung kệ đó. Không cần bịt mắt tôi. Hãy... Cái gì nữa ta? Hãy để cho tôi. Hãy để cho tôi. Thôi nghỉ đi. Một xíu tập tiếp.